Ok, chào các bạn. Lâu lắm rồi không làm video review laptop. Hôm nay người yêu cũ hồi cấp 3 chưa làm ăn được gì nhờ mua cho con laptop. Vì vậy mình sẽ quay và review cho bạn con laptop này. Mua cho người yêu cũ ổ trắng tinh, không có một ký ức nào về chuyện hai đứa năm xưa nhé. Con này là 6 triệu rưỡi, gồm một cái cặp này là phải bỏ tiền túi ra để ấy cho người yêu. Người yêu cũ mang rằng vợ không nghe thấy. Còn tất cả nguyên hình vạn trạng nó chỉ có này thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đánh giá qua con laptop Dell này. 6 triệu rưỡi, quả này là không ăn nãi tí nào các bạn nhé. Mua bao nhiêu là để cho người yêu cũ bấy nhiêu. Đây thưa các bạn, đầu tiên là chúng ta sẽ để ý đến thương hiệu. Cái này là có một chút qua mông, bằng cách đó, qua mông ở đây là không phải đi qua mông người khác mà là qua mông má, bằng cách người ta lấy chổi hoặc lấy gana hoặc lấy một chất đánh nào đó để cho nó sáng đẹp, để cho nó được giá hơn. Chứ các bạn không được nghĩ là qua mông là mình đi qua mông người yêu cũ, cái đấy nó không có đâu ạ. Hứa các bạn là chưa làm ăn được gì. Dell E5450. Tất cả những cái thông số ở đây, media card, bàn phím HDMI, HD display, wifi, bluetooth, tất tần tật ở đây. Core i5 và Windows 7. Những cái tờ giấy này thì các bạn đừng tin nhé. Việt Nam thích dán giấy gì thì được giấy đấy. Cái này thì ngày xưa mình bán cái giấy này khá nhiều. Bắt đầu chúng ta, đây các bạn nhìn này, bản lề vô cực, có nghĩa là gập vào, mùa hè nắng quá thì lấy ra một quạt như này này. Đó, 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 cấm được nghĩ đến thịt chó nhá. Việt Nam đang cấm ăn thịt chó. Không phải hở. Đầu tiên mình nhìn mình tưởng là sau khi mông thì em bị hở, nhưng không phải. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua. Thực sự với các bạn làm hoặc là mua các dòng laptop cũ, các bạn xem qua cái bề ngoài nó không có gì đâu ạ. Và người ta đã dán tem đây rồi, vì vậy các bạn xem bề ngoài vô giá trị. Và những con ốc như này hay những cái này đều có thể mông được hết. Thịt mông có giá, vì vậy là anh em làm kỹ thuật nó mông được hết. Không mông từ Trung Quốc thì về Việt Nam cũng bị mông. Chứ các bạn đừng nhìn vào, wow, mà cha con laptop này ốc chưa vặn. Nhưng điều đó là ốc nó mua ở chợ rời, nó chưa vặn vào. Vì vậy là đừng tưởng bở, chúng ta cứ tin vào bảo hành của đơn vị bán hàng thôi. Đây, mọi quảng cáo đều nói là sách tay từ Mỹ, nhưng mà trong dòng quảng cáo của tất cả các đơn vị đều không nói là sách tay từ Mỹ và đi qua Trung Quốc. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là đã được đi qua Trung Quốc này. Có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân là nhập thẳng từ Trung Quốc, làm về Trung Quốc. Cái nguyên nhân thứ hai là mọi bãi rác thải ở thị trường Mỹ đều bị Trung Quốc thu mua. Ngày xưa Việt Nam làm chùm cái đó, nhưng bây giờ thì Việt Nam không làm được cái đó nữa rồi. Vì vậy là rất nhiều lab sẽ phải đi đường Trung Quốc hoặc đi đường Campuchia. Mà các bạn biết là Campuchia là tay chân của Trung Quốc rồi. Đây này, các bạn pin cũng có tiếng Trung này. Tất tần tật tiếng Trung hết nhá. Có thể là cái hiểu biết của Tùng không hết. Đại đa số những máy Tùng nhìn thấy thì đều thấy có tem tiếng Trung, chữ tiếng Trung. Cáo là nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Tất nhiên nếu các bạn muốn, chỉ cần một con banh salam, tất cả tiếng Trung sẽ bay, lúc đó sẽ là Mỹ thật. Và in thêm cái hình Donald Trump lên thì sẽ là Mỹ hoàn hảo. Và đây là cục sạc của chúng ta nhé. Các bạn sẽ thấy những cái chất đánh tẩy rửa để cho nó đẹp này. Cũng không trách được, buôn bán đấy mà. Cái này các bạn cảm thấy là đã được dán này, kiểu bắc từ cái đeo xịn dán sang cái sạc đeo tàu này. Nhìn cũng lởm lởm. Quả này thì mua lắp kiểu này thì người yêu nó cho làm ăn cái gì, mặc dù không muốn làm ăn gì nữa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bật và chúng ta test xem cái cấu hình liệu 6 triệu rưỡi với cái cấu hình này có ổn hay không. Với dân buôn có thể là không ổn, với dân sử dụng có thể là ổn, hoặc là với dân sử dụng là không ổn, còn với dân buôn là ổn. Cái sự ổn hay không ổn sẽ do từng người đánh giá các bạn nhé. Thì sẽ phải có câu trả lời sau 2 hoặc 3 tháng khi chúng ta trải nghiệm sử dụng. Còn mọi những cái thứ khác thì thực sự là không thể định hình nhanh được. Cái lệnh kiểm tra cấu hình là DXDIAG. Hình như viết sai chữ Y. Đây thưa bạn, i5-4431 không ngu. Dòng CPU này là dòng CPU dán RAM 8GB. Vega có không? Để chúng ta có thể xem xét đạt hiệu suất tối đa. Không có rồi thưa anh em. Mua cho người yêu và người yêu mình vẫn còn trăng trắn, mặc dù đã sấp xỉ 40 tuổi. Vì vậy là mình chọn một con máy không có Vega, để tránh tình trạng là bà ta nghịch vớ ga vật, mất hết cái sự còn gì đi. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đến cái nữa, đó chính là ổ cứng. Ở đây đó là Tùng đã dùng SSD nhá. Một cái ổ 100 này và một cái ổ 400, có nghĩa là ổ SSD 500GB. Vì vậy giá thành con laptop này bị độn lên hơn một chút. Bàn phím
đã có mồ hôi, phải để chút mồ hôi lại. Khi người yêu cũ cầm máy lên ngửi thấy mùi mồ hôi của mình, nó còn thấy phê. Và bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm và đi xem một số đánh giá khác ở trên thị trường mạng về Dell 5450 bản không Vega 6,5 triệu với một cấu hình như này, theo bạn là đắt hay rẻ? Và bây giờ anh em ta sẽ đi trải nghiệm game, đó là game Loader. Chúng ta sẽ setup ở mức cấu hình trung bình, và FPS thì các bạn đang nhìn thấy ở cái mức đó là 40. Quá trình đập đá phá ống bơ của chúng ta không đến lỗi là quá giật nát. Vậy nếu chúng ta kéo về mức thấp thì cái cấu hình này có thể chơi game Loader. Và bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm thêm game PUBG. Theo mình thì PUBG chỉ chơi được mức thấp và sẽ khá không ok cho lắm. Nhưng để có thể có trải nghiệm thì chúng ta vẫn có thể, đấy các bạn nhìn thấy nó giật, nó lắc và nó cà chi nhắc. Còn nếu để trải nghiệm ở mức thấp nhất thì nói chung là bất kể một cái laptop nào không có Vega thì chơi để cho có, chơi để giải khuây, chơi để giải quyết lỗi buồn thôi. Cảm ơn các bạn.